Ủa mình ngồi xuống đi mình. Trời ơi khó chịu xuống người quá à. Nghe giỏi chưa? Sao sao hả? Ngồi xuống khó chịu cái gì hả? Kết quả sao rồi? Đấy, nó cứ sao người nó giống như muốn bệnh á. Sao nói cho anh biết rồi, có kết quả chưa? Chưa. Sao kỳ vậy? Cái chuyện này chỉ có 30 giây là có kết quả mà. Ai biết đâu, bác sĩ nói máy móc nó bị trục trặc cái gì á, cho nên ngày mai mới có kết quả. Bác sĩ này kỳ cục. Anh đảm bảo em chắc chắn 100% là em có bầu. Kỳ ta. Anh mới cười quá. Máy móc hiện đại người ta còn chưa phát hiện được, tự dưng anh làm như là anh kinh nghiệm lắm vậy. Có con bây giờ chưa mà sợ sợ. Con gì? Ta là cha tân, ta mới đến vợ lần đầu tiên làm gì có con. Đừng có con rơi không? Rơi cái con khỉ chứ rơi. Vậy sao nghe. Sao biểu dòm người ta vậy mà biết người ta có. Trời đất ơi, em thấy em bình thường lắm á nha, em không có cái dấu hiệu gì đâu. Em không phải đâu, cái chuyện này anh nghe má nói hồi xưa, thí dụ như đàn bà mà có thai á thì đàn ông bị ốm ngán. Cũng như anh nè, đêm nào cũng nằm mơ chân á. Mơ gì? Anh nằm mơ anh thấy có bầu. Trời đất. Cái bụng anh nó từ từ nó to lên vậy nè, cái xong cái anh đau quằn quại vô, anh đau không chịu không nổi luôn, giống như anh đau đẻ vậy đó. Xong rồi cái đi vô bệnh viện cái bác sĩ kêu đẻ đi. Rồi thí dụ anh có bầu thiệt rồi anh đẻ bằng đường nào ta? Anh đâu có biết đẻ được bằng đường nào, nhưng mà bác sĩ bóc đứa con là đưa cho một trước mặt anh nè, cứ nó ngoe ngoẻ nó khóc mà nó đẹp lắm, nó giống em với anh á, thiệt. Ôi thì thương anh quá. Ôi gì tự nhiên anh nói xong tự nhiên em cảm giác đang có thiệt luôn á. Thiệt á, anh nói gì sao mà. Nè. Yên tâm đi, chắc chắn là em sẽ có. Bởi vậy hả, anh nói cho em biết nha. Ở nhà nè, đi chợ từ sáng mua đồ ăn, phải lựa đồ tươi, đồ ngon. Về nấu từng món nè, canh nè, chiên nè, khìa rồi nói chung là đủ các món hết. Đây nè, nó thấy chưa. Sao em khó chịu quá, anh nấu gì vậy? Canh chua cá bông lau đó. Ôi, nghe mùi cá chịu không nổi đâu. Thấy chưa, dấu hiệu ốm ngán rồi đó, thấy chưa? Còn thấy chưa? Cá chiên nữa hả? Ừ, này cá chiên sốt cà nè. Nói tự nhiên sao em khó chịu cái mùi tanh quá à? Còn này là gà guti á. Gà hả? Ừ, gà. Còn ghê hơn nữa. Không có ghê đâu anh, nó ngon lắm. Canh chua này em biết không? Anh nghe người ta nói là nấu cho bà bầu ăn là thèm chua, là anh bỏ gần cả ký me trong này là chua lè. Trời ơi, anh bỏ vậy sao mà ăn? Thì chua ăn. Ôi em không có thích ăn chua. Em không thích ăn chua. Không thích ăn chua. Em không thích ăn tanh. Em cũng không thích ăn gà. Em không thích ăn cơm luôn. Đúng rồi, người ta nói không sai. Có nghĩa là không thích ăn chua. Người ta nói là thích ăn chua là đẻ con gái đúng không? Mà không thích ăn chua có nghĩa là thích ăn ngọt. Có hai chén chè luôn nè, nấu sẵn luôn nè đó. Thích ăn ngọt có nghĩa là đẻ con trai đúng không? Anh nấu hả? Anh nấu, anh bỏ một ký đường vô hôm nay nè, nó ngọt liếm luôn. Ôi, thì làm sao mà ăn thử ơi. Thì ăn thử coi. Ôi anh làm tự nhiên em sợ anh ăn ngọt luôn á. Ủa sao kỳ vậy ta? Rồi bây giờ thực ra mà nói á, em á, không biết hôm nay em có em bị gì em nói hay là bị gì mà mình không biết là sao. Thứ nhất là nó rất là mệt trong người, thứ hai là em nhìn cái gì em cũng ngán hết trơn á. Thôi chết thì... rồi em ơi, chua em cũng không thích mà ngọt em cũng không thích luôn, về con mình nữa đẻ ra nó thành cái thứ gì hai phai à vô gì